Hello, xin kính chào tất cả các quý khách của tiệm vàng Kim Thành Thảo. Địa chỉ của tiệm em là ở 209 đường Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Trên tay em đây là xi men mẫu mới về. Em về được một lô hàng rất là lớn luôn. Đầy đủ kiểu mẫu, đầy đủ ni size cho mấy anh chị lựa. Và mấy anh chị không cần phải đặt lâu nữa. Bởi vì những cái ni nhỏ như là xi men em bé nè, ni 36, chở độ lên tới mà những cái ni lớn như ni 64 là đang có sẵn tại tiệm luôn nha mấy anh chị. Còn cái kiểu mẫu thì em có là kiểu móc máy cũng có, mà kiểu chạy chữ cũng có, thương hiệu đầy đủ luôn. Và cái bảng là bảng có từ 2 ly rưỡi cho tới bảng 1 con luôn nha mấy anh chị. Nhiều vô số kể, xin mời mấy anh chị. Em đang mang trên tay đây là xi men bảng lớn, bảng từ 7 ly cho tới 1 phân đó mấy anh chị. Em đang đeo hai bộ nha, bảng lớn và rất là sáng luôn. Một bộ là sẽ nặng từ 1 lượng cho tới là 1 lượng 3, tùy ni size nha mấy anh chị. Đẹp lắm, hai bộ luôn. Được không? Bây giờ em quay cận cảnh xi men bảng lớn có khóa cho mấy anh chị xem nha. Em có từ 7 ly cho tới 1 phân luôn nè, rất là sáng, sáng cả một bầu trời luôn. Đúng là đụng tới xi men là chỉ có xi mê thôi đó mấy anh chị. Đẹp chưa? Có khóa hết rất là tiện luôn. Và trao đổi bên em á, là nếu mua vàng của tiệm em là được đổi sần ngang luôn đó mấy anh chị. Chỉ bù tiền công thôi, không bù trên lợi vàng một chỉ 50 hay 100 gì cả. Cho dù mấy anh chị đeo xi men có nát đi nữa, có gãy đứt đi nữa vẫn được đổi sần ngang nếu mua tại tiệm vàng Kim Thành Thảo nha mấy anh chị. Rồi, tiếp theo là em sẽ giới thiệu cái bảng nhỏ hơn. Đây là những cái cọng nhỏ hơn. Nếu anh chị thích những cọng thanh mảnh bảng nhỏ như thế này là vẫn có sẵn tại tiệm luôn. Còn nếu anh chị mua xi men mà ở tiệm khác muốn đem tới tiệm em đổi, em vẫn tạo điều kiện cho đổi ngang, với điều kiện là thử vàng ra thấy nó cùng mọc công ty và nó còn y nguyên không bị đứt hư gãy giãn là bên em vẫn cho đổi sần ngang hết luôn vàng khác tiệm nha mấy anh chị. Em kính mong mấy anh chị ghé thăm tiệm em. Và một điều nho nhỏ cuối cùng là xi men em bé. Xi men em bé rất là cưng luôn nè mấy anh chị, có từ ni 36 cho tới ni 44 luôn. Và có cả xi men lò xo quấn quấn luôn á. Đây là cái lò xo quấn quấn này nè mấy anh chị. Đó, xi men em bé nha, dễ đeo dễ sử dụng. Người lớn vẫn có xi men quấn quấn như vậy luôn nha. Em kính mong mấy anh chị ghé tham quan tại tiệm em. Xi men có khóa, tất cả đều là có khóa nha mấy anh chị. Rồi, em xin gửi lời cảm ơn tới mấy anh chị đã xem hết video của ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt.